Lão hóa da, khái niệm, nguyên nhân, biểu hiện và những điều bạn chưa biết. Da bị lão hóa theo thời gian sẽ dần xuất hiện những nếp nhăn, quầng thâm, bọng mắt, da chảy xệ, tối màu. Nếu như ngay bây giờ, bạn không tìm cách chăm sóc da chống lão hóa thì đến khi phát hiện đã quá muộn màng. Lão hóa da là gì? Lão hóa da là quá trình suy giảm các chức năng của làn da, tuần hoàn máu và hệ bạch huyết suy giảm, làm hủy hoại cấu trúc nền của da, làm suy yếu mao mạch dưới da, độc tố không đào thải được ra ngoài. Nguyên nhân gây ra lão hóa sớm. Có một vài yếu tố khác nhau có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ nhanh chóng của những dấu hiệu này trên cơ thể bạn. Hút thuốc. Các chất độc trong khói thuốc lá khiến làn da của bạn bị stress oxy hóa. Điều này gây ra khô, nếp nhăn và các dấu hiệu lão hóa sớm khác. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và rám nắng. Giường tắm nắng và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có tia UV xâm nhập vào da của bạn. Những tia này làm hỏng DNA trong tế bào da của bạn, gây ra nếp nhăn. Gen di truyền. Có một số tình trạng di truyền rất hiếm gặp có thể khiến bạn xuất hiện các dấu hiệu lão hóa trong thời thơ ấu và dậy thì sớm. Những điều kiện này được gọi là progeria. Hội chứng Werner ảnh hưởng đến 1 trong 1 triệu người. Nó khiến da nhăn nheo, tóc bạc và phát triển từ 13 đến 30 tuổi. Hội chứng Hutchinson-Gilford là một tình trạng thậm chí còn hiếm hơn, ảnh hưởng đến 1 trên 8 triệu trẻ sơ sinh. Trẻ em mắc hội chứng này không phát triển nhanh như những trẻ khác trong độ tuổi của chúng. Họ cũng gặp phải tình trạng chân tay gầy và hói đầu. Tuổi thọ trung bình của trẻ em sống với hội chứng Hutchinson-Gilford là 13 năm. Có các yếu tố khác không? Một số thói quen trong lối sống có thể góp phần vào việc cơ thể bạn có dấu hiệu lão hóa nhanh như thế nào, ngay cả khi chúng không phải là nguyên nhân chính. Thói quen ngủ. Giấc ngủ mang đến cho cơ thể bạn cơ hội để làm mới và tái tạo tế bào. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, chất lượng giấc ngủ kém có liên quan đến việc gia tăng các dấu hiệu lão hóa và hàng rào bảo vệ da bị suy giảm chức năng. Chế độ ăn. Vài nghiên cứu cho thấy rằng ăn một chế độ ăn nhiều đường và carbon hydrate tinh chế có thể làm hỏng làn da của bạn theo thời gian. Uống rượu và caffeine. Uống rượu quá mức khiến cơ thể mất nước. Theo thời gian, tình trạng mất nước này có thể khiến da bạn chảy xệ và mất dáng. Caffeine có thể có tác dụng tương tự, mặc dù có nhiều nghiên cứu mâu thuẫn về việc uống cà phê hàng ngày có gây ra nếp nhăn hay không. Môi trường. Các đốm sắc tố và nếp nhăn có thể được kích hoạt hoặc trở nên tồi tệ hơn. Vì làn da của bạn tiếp xúc trực tiếp với không khí xung quanh, hàng rào bảo vệ da của bạn đang phải hứng chịu các độc tố và chất ô nhiễm trong môi trường hàng ngày. Dấu hiệu lão hóa da. Trên trán bắt đầu hình thành các nếp nhăn dễ thấy nông hoặc sâu, vết chân chim ở đuôi mắt xuất hiện rõ hơn khi bạn cười nhẹ hoặc nói chuyện. Da bị trùng nhão, chảy xệ, không còn tính đàn hồi. Xuất hiện những thương tổn thường thấy của da lão hóa như nám, tàn nhang, đồi mồi. Da thô ráp, lỗ chân lông to. Bọng mắt, quầng thâm cũng xuất hiện ngày một rõ hơn. Thói quen giúp ngăn ngừa da bị lão hóa. Lối sống lành mạnh không chỉ chống lão hóa da mà cải thiện sức khỏe cơ thể. Những thói quen tốt mỗi ngày sẽ giúp bạn khỏe mạnh và tỉnh táo, tràn đầy sức sống. Việc xây dựng lối sống lành mạnh cần kiên trì, áp dụng đúng cách, linh hoạt thay đổi tùy theo thể trạng và cảm xúc. Và dưới đây là các thói quen mà bạn hãy áp dụng cho bản thân. Thực phẩm chống lão hóa. Bổ sung các loại thực phẩm giàu lectin, vitamin A, vitamin C, beta carotene có nhiều trong đậu nành, cà rốt, cá hồi và các loại trái cây có múi như cam, quýt, bưởi. Hoặc các loại thực phẩm chức năng có chứa collagen để hỗ trợ quá trình chống lão hóa cho da một cách hiệu quả. Hạn chế các thức uống có cồn. Rượu, bia khiến da mất nước, đẩy nhanh hình thành các nếp nhăn. Thường xuyên uống rượu, bia còn gây rất lớn đến sức khỏe, ức chế thần kinh, thị giác, có hại cho gan và thận. Những nghiên cứu đã chỉ ra rằng, tác hại của rượu, bia còn ảnh hưởng trầm trọng đến da khiến da dễ tổn thương hơn khi ra nắng, làm bạn già nhanh hơn. Thường xuyên tập thể dục. Tập thể dục giúp máu huyết lưu thông, phòng tránh các căn bệnh xuất hiện, cơ thể khỏe mạnh và ngăn ngừa lão hóa xuất hiện. Với những người thường xuyên tập thể dục sẽ trông khỏe mạnh và trẻ trung hơn so với người ít vận động. Các bài tập đơn giản dễ thực hiện tại nhà không mất quá nhiều thời gian của bạn nhưng giữ cho bạn luôn trẻ trung và năng động. Không hút thuốc lá. Như bạn đã biết, trong thuốc lá có chứa rất nhiều thành phần độc hại cho cơ thể. Chúng gây phá vỡ cấu trúc da, gián đoạn việc cung cấp máu, phát triển các gốc tự do. Đặc biệt, qua động tác hút thuốc sẽ hình thành nên các nếp nhăn tại vùng khóe miệng nhanh chóng. Vì vậy, cách chống lão hóa cho da nhất định phải tránh xa thuốc lá nhé, luôn giữ tinh thần lạc quan. Đây là một điều cực kỳ quan trọng nhưng nhiều bạn vẫn chưa nhận ra. Khi tâm trạng thoải mái sẽ giúp các cơ quan hoạt động bình thường, chống lại việc oxy hóa diễn ra nhanh hơn. Muốn trẻ lâu hãy luôn vui vẻ.